Vua Quang Trung liền gấp rút sai đội quân Thiên Văn vừa che vừa xông thẳng lên trước. Khi gương giáo của hai bên đã chạm nhau thì quăng ván xuống đất, ai nấy đều cầm dao ngắn chém bừa. Những người cầm binh khí theo sau cũng nhất tề xông tới mà đánh. Quân Thanh chống cự không nổi, bỏ chạy tán loạn, giày xéo lên nhau mà chết. Tên thái thú Hiền Châu là Sầm Nghi Đống tự thắt cổ chết. Quân Tây Sơn thừa thế chém giết lung tung, thay nằm đầy đồng, máu chảy thành suối. Quân Thanh đại bại. Trước đó, vua Quang Trung đã sai một toán quân theo bờ đê Yên Duyên kéo lên, mở cờ giống trống để làm nghi binh ở phía đông. Đến lúc ấy, quân Thanh chạy về trông thấy, càng thêm hoảng sợ, bèn tìm lối tắt theo đường Vịnh Kiều mà trốn. Chợt thấy quân voi từ Đại Án tới, quân Thanh đều hết hồn hết vía, vội trốn xuống đầm mực làng Quỳnh Đô. Quân Tây Sơn lùa voi cho dày đạp, chết đến hàng vạn người. Giữa trưa hôm ấy, vua Quang Trung tiến binh đến Thăng Long rồi kéo vào thành. Như vậy, con thấy qua cái đoạn này, con thấy cái tài dụng binh của vua Quang Trung như thế nào con? Hả? Con có nhận xét về tài dụng binh của vua Quang Trung như thế nào? Đúng rồi, có thể nói là tài dụng binh của vua Quang Trung rất là tuyệt vời. Có thể nói là một thiên tài quân sự, dụng binh như thần, có một cái lối quân, lối hành quân thần tốc. Con biết là ngày xưa đâu có xe như bây giờ, chỉ có tướng đồ thì mới là đi ngựa, còn quân sĩ chạy bộ. Vậy mà lên ngôi là ngày 25 tháng Chạp, tức là ngày 25 Tết ở Phú Xuân, tức là Thừa Thiên Huế bây giờ, kéo đại binh ra Bắc. Và chỉ trong vòng từ 25 mà cho tới lúc đại thắng, phá tan quân Thanh, 20 vạn quân Thanh, con thấy chỉ bao nhiêu ngày? 25 mà giữa trưa hôm ấy, tức là gì? Ngày mùng 5 tháng 5, tức là chỉ có 10 ngày từ lúc lên ngôi cầm quân kéo ra Bắc, rồi hạ đồn Hà Hồi, hạ luôn cả đồn Ngọc Hồi, chỉ trong vòng có 10 ngày. Quá là bậc thiên tài, không phải ai cũng làm được. Đúng là nói hành quân thần tốc. Con biết bây giờ thì vua Quang Trung có cái lối hành quân rất là sáng tạo. Vua ngày xưa người ta là thường là mất rất nhiều thời gian khi mà phải hạ trại để mà cho quân lính nấu ăn rồi nghỉ ngơi. Còn vua là vừa đi hành quân vừa khiêng cái đôi giống, rồi để cái nồi nấu cơm đó luôn. Rồi vua cho gói những cái bánh tét, bánh chưng để đi đến đâu có thể mở ra ăn, đỡ mất thời giờ. Mà không biết ngày xưa người ta gói bánh tét, bánh chưng chặt tay, có thể để cả tuần lễ, để cả 10 ngày ăn vẫn còn ngon. Lối hành quân rất là sáng tạo. Còn ghi ý này, đó là một thiên tài quân sự, là một thiên tài quân sự hành quân thần tốc, hành quân thần tốc.
thần. Dụng là dùng đó con, dụng binh như thần. Dụng binh như thần. Cho nên con thấy cái đoạn tiếp theo các tác giả Ngô Gia Văn Phái á, con thấy là viết như thế này: lại nói Tôn Sĩ Nghị và Vua Lê ở Thăng Long tuyệt nhiên không nghe tin cấp báo gì cả, cho nên trong ngày Tết mọi người chỉ chăm chú vào việc yến tiệc vui mừng, không hề lo chi đến việc bất trắc. Nào hai cuộc vui chưa tàn, cơ trời đã đổi. Ngày mùng 4 bọn thấy quân ở đồn Ngọc Hồi chạy về cáo cấp, thật là tướng ở trên trời xuống, quân dưới đất lên. Con thấy đúng là hành quân thần tốc, giống như tướng mà ở trên trời xuống, quân ở dưới đất chui lên. Không ngờ được như vậy. Con thấy như vậy thì hồi nãy thầy có hỏi, thầy có hỏi là hai tác giả Ngô Thị Chí và Ngô Thị Du đều là làm quan dưới triều. Một người là Ngô Thị Chí làm quan dưới triều Lê Chu Thống, tức là đối nghịch với triều Tây Sơn. Rồi một người làm quan ở triều nhà Nguyễn. Con biết là sau này Nguyễn Ánh thì lật đổ Tây Sơn, cũng là đối nghịch với triều Tây Sơn. Nhưng tại sao hai tác giả này lại viết về hình tượng vua Quang Trung rất đẹp và rất hay như vậy? Con biết tại sao không? Đúng rồi, con thấy bởi vì hai tác giả này với quan điểm lịch sử đúng đắn và niềm tự hào dân tộc không thể chối bỏ được là vua Quang Trung là người anh hùng đã có công đánh tan bọn cướp nước và bọn bán nước. Cho nên không thể phủ nhận được, lịch sử thì phải viết đúng như vậy con. Cho nên với quan điểm lịch sử đúng đắn và niềm tự hào dân tộc về người anh hùng áo vải ấy, cho nên hai tác giả này dù là hai cái triều đại đối nghịch với Tây Sơn, nhưng họ viết rất hay, rất thật về vua Quang Trung là như vậy đấy các con ạ. Như vậy thì cái hình tượng vua Quang Trung ở ý đầu này ta có thể chốt lại: thứ nhất, vua là làm bao nhiêu việc lớn, lên ngôi rồi thân hành ra Bắc, rồi duyệt binh, rồi tuyển binh như thế nào, thì đó là một con người hành động quyết đoán. Qua cái lời dụ của vua nói với binh lính, ta thấy đó là một con người yêu nước, có trí tuệ sáng suốt. Rồi chưa đánh mà đã cử người sang nhà Thanh sau khi mà chiến thắng rồi thì để hai dân tộc hòa hiếu, để cho dân khỏi phải cảnh binh đao và để nuôi dưỡng lực lượng cho nước giàu binh mạnh, thì đó là một con người nhìn xa trông rộng. Chưa đánh nhưng nhà vua đã nói là lần này thân hành phương lược tiến đánh đã tính sẵn, chẳng qua 10 ngày là có thể đánh đuổi được người Thanh, và hẹn với tướng sĩ là mùng 7 vào thành Thăng Long ăn mừng, chớ cho ta là nói khoác. Như vậy đó là một con người có ý chí quyết chiến quyết thắng. Và từ lúc lên ngôi kéo quân ra Bắc cho đến lúc đại thắng, tức là từ 25 tháng chạp cho tới lúc đại thắng là mùng 5 tháng 5, chỉ có 10 ngày, thì ta thấy Quang Trung đã quét sạch 20 vạn quân Thanh xâm lược và bè lũ bán nước. Ông quả là một thiên tài quân sự, là một con người có lối hành quân thần tốc và dụng binh như thần. Rồi. Đối lập với hình tượng vua Quang Trung, đó là hình tượng của bọn bán nước và cướp nước. Sau đây thầy trò chúng ta vào ý thứ hai, đó là hình ảnh bọn cướp nước và bọn bán nước được các tác giả Ngô Gia Văn Phái miêu tả như thế nào. Các em ghi ý thứ hai: hình
hình ảnh. Hình ảnh bọn cướp nước. Hình ảnh bọn cướp nước và bán nước. Sang ý thứ nhất đó là bọn cướp nước. Bọn cướp nước được các tác giả trong hàng Lê Nhất Thống Chí miêu tả như thế nào? Các em lật sách ra cùng với thầy đọc lại. Vua Quang Trung liền gấp rút sai đội thiên ván vừa che vừa xông thẳng lên trước. Khi gươm giáo hai bên đã chạm nhau thì quăng ván xuống đất, ai nấy cầm dao ngắn chém bừa. Những người cầm binh khí theo sau cũng nhất tề xông tới mà đánh. Quân Thanh chống không nổi bỏ chạy tán loạn, giày xéo lên nhau mà chết. Tên thái thú Sầm Nghi Đống tự thắt cổ chết. Quân Tây Sơn thừa thế chém giết lung tung, thây nằm đầy đồng, máu chảy thành suối. Quân Thanh đại bại. Trước đó vua Quang Trung đã sai một toán quân theo bờ đê Yên Duyên kéo lên mở cờ giống trống để làm nghi binh ở phía đông. Đến lúc ấy, quân Thanh chạy về trông thấy càng thêm hoảng sợ, bèn tìm lối tắt theo đường Vĩnh Kiều mà trốn. Chợt lại thấy quân voi từ Đại Án tới, quân Thanh đều hết hồn, hết vía, vội trốn xuống đầm mực làng Quỳnh Đô. Quân Tây Sơn lùa voi dày đạp, chết đến hàng vạn người. Lại nói Tôn Sĩ Nghị và vua Lê ở Thăng Long tuyệt nhiên không nghe tin cấp báo gì cả, cho nên trong ngày Tết mọi người chỉ chăm chú vào việc yến tiệc vui chơi, không hề lo chi đến việc bất cách. Nào hay cuộc vui chưa tàn, cơ trời đã đổi. Ngày mùng 4, bỗng thấy quân ở đồn Ngọc Hồi chạy về cáo cấp, thật là tướng ở trên trời xuống, quân dưới đất chui lên. Tôn Sĩ Nghị sợ mất mật, ngựa không kịp đóng y, người không kịp mặc áo giáp, dẫn bọn lính kỵ mã của mình chuồn qua cầu phao rồi nhắm hướng bắc mà chạy. Quân sĩ các doanh nghe tin đều hoảng hồn, tan tác bỏ chạy, tranh nhau qua cầu sang sông, xô đẩy nhau rơi xuống mà chết rất nhiều. Lát sau cầu lại bị đứt, quân lính rơi xuống nước đến nỗi sông Nhị Hà vì thế mà tắc nghẽn không chảy được nữa. Như vậy các em thấy cái đoạn mà thầy vừa đọc cùng với các em hãy tìm những chi tiết nào miêu tả được sự thất bại, thảm hại của quân Thanh. Trước hết là các tướng nhà Thanh được miêu tả thất bại như thế nào các em? Các tướng nhà Thanh được miêu tả thất bại như thế nào? Đúng rồi. Thứ nhất là con thấy thái thú Điền Châu là Sầm Nghi Đống tự thắt cổ chết. Rồi Sầm Nghi Đống Sầm
nghi đóng tự thắt cổ rồi còn tôn sĩ nghị thì được miêu tả như thế nào các em? Đúng rồi, Tôn sĩ nghị có thấy trước đây rất là huênh hoang, cho rằng quân Tây Sơn và Nguyễn Huệ giống như là chim lồng cá chậu, chờ ăn Tết xong hắn sẽ thò tay bắt dễ dàng như vậy. Thì bây giờ hắn lại thấy hình ảnh được miêu tả rất là nhục nhã thảm hại. Tôn sĩ nghị sợ mất mật, Tôn sĩ nghị sợ mất mật sợ mất mật tới nỗi mà ngựa không kịp đóng yên, người không kịp mặc áo giáp. Con thấy cái yên là để mình cởi ngựa cho nó được chắc chắn, nó ngồi êm, còn áo giáp là để tránh bị thương. Vậy mà cũng không cần, vội chuồn về phương Bắc. Các tác giả dùng từ chuồn, con có nhận xét gì về cái từ này? Chuồn tức là sao? Đúng rồi, chuồn tức là một cái thái độ chạy nó không đàng hoàng, nó không có gọi là đàng hoàng, gọi là trốn chạy nhục nhã. Con thấy chuồn về phương Bắc, đó là số phận của các tướng nhà Thanh. Thì con biết là thầy cũng nói thêm, sau khi mà vua Văn Trung sang Ngô Thì Nhậm sang ban giao với nhà Thanh, thì nhà Thanh có yêu cầu lập cái đền thờ Sầm Nghi Đống ở Thăng Long. Thì sau này Hồ Xuân Hương, tụi con lên cấp 3 sẽ học được cái bài thơ đó là Đề Đền Sầm Nghi Đống. Thì Hồ Xuân Hương đã làm cái bài thơ này: ghé mắt trông ngang thấy bản treo, kìa đền thái thú đứng treo leo, ví đây đổi phận làm trai được, thì sự anh hùng há bấy nhiêu. Thì người ta nói Sầm Nghi Đống nếu mà nghe được cái bài thơ này chắc phải chết thêm một lần nữa, vì nhục nhã, vì bị Hồ Xuân Hương chê bai. Mai mốt tụi con sẽ lên cấp 3 học bài thơ đó. Đó là số phận của các tướng nhà Thanh. Còn quân lính thì được miêu tả như thế nào tụi con? Để thấy được sự thảm hại, thất bại, nhục nhã, ê chề. Quân lính, con thấy, thấy như thế nào? Đúng rồi, con thấy. Đó là gì? Quân Thanh chống cự không nổi, bỏ chạy tán loạn, giày xéo lên nhau mà chết. Tức là dẫm đạp lên nhau để mà chạy trốn, dẫm đạp lên nhau mà chết. Rồi tới nỗi mà thây nằm đầy đồng, máu chảy thành suối. Dĩ nhiên ở đây tác giả dùng cái nghệ thuật gì đó con? Dùng cái nghệ thuật thậm sưng để miêu tả cái sự thất bại nặng nề, nhục nhã của quân Thanh. Con ghi gạch đầu hàng: quân Thanh thây nằm đầy đồng, rồi máu chảy thành suối. Con thấy thảm hại, đó là số phận của bọn cướp nước, được các tác giả miêu tả rất cụ thể sinh động. Bây giờ chúng ta sang cái hình ảnh của bọn bán nước, tức là vua Lê và tùy tùng, đã tác giả miêu tả nhục nhã ê chề như thế nào. Con sang ý B, bọn
bán nước. Bọn bán nước tức là ở đây Vua Lê và bọn tùy tùng, mà người ta gọi đó là Vua Lê Diêu Thống, là ông vua cổng rắn cắn gà nhà, rước quân Thanh vào để mà xâm lược nước mình. Vua Lê ở trong điện nghe tin có việc biến ấy, vội vã cùng bọn Lê Quýnh, Trịnh Hiến đưa Thái Hậu ra ngoài. Cả bọn chạy đến sông thì thấy cầu phao đã đứt, thuyền bè cũng không, bèn gấp rút chạy đến Nghi Tàm. Thình lình gặp được chiếc thuyền đánh cá, vội cướp lấy rồi chèo sang bờ bắc, tức là chạy theo Tôn Sĩ Nghị đó các con. Như vậy hình ảnh Vua Lê được miêu tả ta thấy thật là nhục nhã ê chề, cướp thuyền để mà trốn chạy. Ok, cái đó hai. Vua Lê, Vua Lê cùng tùy tùng cướp thuyền trốn chạy. Ta thấy thật là nhục nhã. Trốn chạy rồi, con lật qua trang sau. Trời nhá nhem tối thì nhà vua đến cửa ải, theo kịp chỗ nghỉ của Tôn Sĩ Nghị. Một lát sau các viên quan khác cũng lục tục theo đến, cùng nhìn nhau than thở, oán giận, chảy nước mắt. Tôn Sĩ Nghị cũng lấy làm xấu hổ. Như vậy ta thấy hình ảnh bọn cướp nước thật và bọn bán nước thật đối lập với hình tượng của vua Văn Trung oai phong lẫm liệt. Thì ở đây đó là sự thất bại, thảm hại, nhục nhã, ê chề. Rồi, ta nhận xét về cái nghệ thuật ở hồi 14 này như thế nào các con? Các con làm cái dấu hoa thị nghệ thuật. Nghệ thuật ở trong đoạn trích này đặc sắc. Đó là gì? Tác giả dùng cái phương thức gì con? Đúng rồi, đó là dùng phương thức kể, nhưng mà kể kết hợp với lại cái gì? Kể kết hợp với miêu tả. Kể kết hợp miêu tả. Cụ thể, sinh động, cụ thể, sinh động, hấp dẫn. Con thấy cái cách kể kết hợp với miêu tả cụ thể sinh động, nhất là con thấy cái trận đánh của vua Văn Trung vào đồn Ngọc Hồi được miêu tả cụ thể sinh động, cho nên nó làm cho người đọc cảm thấy hấp dẫn, lôi cuốn, và nó tái hiện được hình ảnh vua Văn Trung oai phong lẫm liệt chỉ huy như thế nào. Cũng như là cái đoạn miêu tả bọn cướp nước và bán nước thất bại thảm hại như thế nào, nhờ cái yếu tố miêu tả ấy mà cái hồi 14 nó hiện lên thật là chân thực sinh động. Rồi, rồi bây giờ
con chốt lại cho thầy những nét đặc sắc chính về nghệ thuật nội dung của hồi 14 này như thế nào. Rồi, các con đọc lại cái phần ghi nhớ thì đó chính là những cái điểm ta cần nhớ về nghệ thuật nội dung chính của hồi 14 này. Với quan điểm lịch sử đúng đắn và niềm tự hào dân tộc, các tác giả Hoàng Lê Nhất Thống Chí đã tái hiện chân thực hình ảnh người anh hùng dân tộc Nguyễn Huệ qua chiến công thần tốc đại phá quân Thanh và sự thảm bại nhục nhã của quân tướng nhà Thanh cũng như số phận bi đát của vua Lê Chiêu Thống. Con nhớ cái phần này ha, con đề cho thầy. 3. Ghi nhớ sách giáo khoa. Ghi nhớ sách giáo khoa trang 72. Sách giáo khoa trang 72. Như vậy thì như hồi đầu thầy nói, các tác giả Ngô Gia Văn Phái vốn đối lập với triều Tây Sơn, nhưng họ viết rất hay, rất chân thực về hình ảnh người anh hùng Nguyễn Huệ, bởi vì họ đứng trên cái quan điểm lịch sử đúng đắn và niềm tự hào dân tộc là không thể nào chối bỏ được. Nguyễn Huệ hay là vua Quang Trung quả là một vị anh hùng, một thiên tài quân sự đã có công quét sạch 20 vạn quân Thanh cũng như là bè lũ bán nước Lê Chiêu Thống. Cho nên các tác giả viết rất hay, rất chân thực là như vậy đó các em. Rồi, như vậy qua cái hồi 14 này các con đã nắm được cái hình tượng vua Quang Trung cũng như thấy được cái số phận thảm hại của bọn cướp nước và bán nước. Về nhà thì các con trước hết, đây là văn bản tự sự, cho nên các con tập tóm tắt văn bản tự sự là một, tóm tắt cái hồi 14 này. Và cái thứ hai là tụi con làm cho thầy cái phần luyện tập ở trang 72. Con đề luyện tập. Luyện tập trang 72. Rồi, thầy đọc lại cái yêu cầu bài tập dựa theo tác phẩm Hoài Lê Nhất Thống Chí hồi 14. Hãy viết một đoạn văn ngắn. Một đoạn văn ngắn con viết khoảng chừng 10 dòng là được rồi. Miêu tả lại chiến công thần tốc đại phá quân Thanh của vua Quang Trung từ tối 30 Tết đến ngày mùng 5 tháng Giêng năm Kỷ Dậu 1789. Tức là bài tập này yêu cầu con viết một đoạn văn ngắn khoảng 10 dòng. Con miêu tả lại cái chiến công thần tốc đại phá quân Thanh của vua Quang Trung. Thì con nhớ là ngày 30 Tết là gì? Vua Khao Quân. Và hẹn với các tướng sĩ là mùng 7 vào thành Thăng Long ăn mừng. Rồi ngày mùng 3 thì con nhớ là vua vây làng Hà Hồi và chiếm làng Hà Hồi, bắt sống toàn bộ quân Thanh như thế nào. Rồi ngày mùng 5 đánh vào đồn Ngọc Hồi, vua Quang Trung đã cho lấy ván rồi như thế nào, trận đánh diễn ra sinh động ra sao.
thì tụi con về viết lại như vậy. Rồi tiết học mình đến đây là hết. Mong các con về xem lại bài và cố gắng viết phần luyện tập mà có yếu tố miêu tả cho thật tốt, để cái đoạn văn mình nó sinh động. Đối với những em khá giỏi thì có thể viết hơn 10 dòng cũng được, 15 dòng cũng được con. Rồi thầy chào các con ha.